Xin chào mọi người, nhất là các em trai em gái tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987, một con mèo manh hỏa. Có nhiều người là hay hiểu lầm cái con mèo manh hỏa này lắm. Đó là cái sự lô trung hỏa của cái con mèo manh hỏa này đó, được người ta diễn giải là lửa trong lò. Tuy nhiên là do là nắm chữ đinh ha, chữ đinh nó vụt thành hỏa nữa, cho nên là thật sự mà nói là cái lô trung hỏa của cái người này lửa ở trong lò. Tuy nhiên đúng là lửa ở trong lò thật, nhưng mà lò đó không phải là lò thường, cái lò của mình, mà cái lò bát quái, cái lò mà luyện ra trời đất. Các bạn hồi xưa có xem cái phim mà Tề Thiên, cái lò mà nấu Tề Thiên đúng không, nấu con khỉ mà đá mà nấu riết mà ông còn phải sợ đó, đó là cái lò đó, cái lò luyện ra trời đất. Cho nên cái lô trung hỏa của cái người này là người ta gọi là mệnh lớn phước lớn đặc biệt của người mệnh hỏa. Vốn dĩ những người mà tuổi Mão thì thích an nhàn, sự an nhàn ngủ chăn ở trong bếp rồi này kia, tuy nhiên người lô trung hỏa thì không có, là xông pha và không có sợ gì hết, và nếu mà họ gặp nạn trong phút cuối cùng thì họ vẫn được người khác cứu và đưa ra một cái gì, họ là nắm chữ cái lô trung hỏa của họ rất quá lớn, cái sự may mắn của họ nó rất là nhiều, cho nên là đặc biệt. Trải qua cái năm vừa rồi và 6 tháng đầu năm thì có những điều vẫn chưa tốt đẹp lắm đối với người lô trung hỏa. Để xem coi là 6 tháng của cái năm gọi là lục hợp Mão Tuất này đối với cái người Đinh Mão nó sẽ ra sao. Tại vì sao, tự nhiên mà đã nói không, năm nay là năm Can Mậu thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, cho nên là hỏa rất là vượng, mà hỏa vượng sẽ tốt cho người mệnh hỏa, nhất là người mệnh hỏa lớn mạng như các người Đinh Mão này. Năm nay năm Mậu Tuất cũng là năm mộc, tốt cho cái hỏa nữa, cho nên là năm nay mà người mệnh hỏa, người chữ Đinh Mão này mà không tốt đẹp thì không biết năm nào mà tốt đẹp. Hai năm nay mà năm sau là hai năm khá ngon lành, thì hãy xem coi là người Đinh Mão nó ra sao ở trong 6 tháng cuối năm này. Thì tháng 7 âm lịch ha, đã làm 6 tháng tới từ tháng 1 tới tháng 6 thì anh đã làm cái vận hạn của các em rồi, bây giờ cho anh sẽ nói vô được tháng 7 thôi. Thì tháng 7 là tháng Canh Thân, một tháng mộc ha, mà tháng Canh Thân này á, theo Tây lịch nó sẽ bắt đầu hình như là 13, 14, 15 gì đó tháng 8 dương lịch ha. Thì để xem coi thử coi là tháng mộc này nó sẽ tốt ra sao. Tháng này là tháng Canh Thân mộc, như vậy mệnh là mộc tương sinh hỏa, bản mệnh sẽ rất tốt đẹp ha. Khi được tương sinh thì các tinh quân tốt sẽ được hưởng lợi, ngon lành ha. Thiên can á, chữ đinh với chữ canh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, sẽ không có chuyện hình hại phá quấy gì ở trong công việc làm ăn. Tuy nhiên mà chữ đinh á, thì thuộc hỏa, chữ canh á, thì thuộc kim, cho nên có thể nói là chữ đinh về mặt nạp âm ngũ hành là chữ thiên can của chữ đinh này khắc cái chữ kim, cho nên là nếu có cái việc gì nhỏ nhặt mà xảy ra thì các anh sẽ đốt cháy nó và xử lý ha. Thiên can á, thân á, thì là kim ha, mão là mộc, thì nó cũng là tự chủ bình hòa, không thành hại, không tương hợp vì nhau. Có thể nói cái thân, cái chữ thân mà thuộc kia nạp âm ngũ hành của chữ thân á, với là nạp âm ngũ hành nó tương khắc nhau, thì nó cũng sẽ đem lại một chút buồn phiền và nó không có vui vẻ trong gia đạo. Tuy nhiên cũng không có quá lớn lao đối với tụi các em. Tại vì như sao đã nói là mộc mà tương sinh hỏa thì các tinh quân tốt của trong tử vi năm Mậu Tuất này sẽ được phát huy hết cái tác dụng của nó, và cả năm là được tương sinh mạng nữa. Và năm nay là năm thuộc năm hợp hỏa nữa, thì rõ ràng là điều tốt đẹp, nhiều điều nó sẽ xảy đến. Không cần phải lo lắng cái gì về cái nạp âm ngũ hành của cả thiên can và địa chi, nó có chút tương khắc ha, không sao đâu. Rồi tháng tiếp theo đó là tháng Tân Dậu, một tháng mộc nữa. Như vậy mệnh cũng tiếp tục giống như tháng Canh Thân, là được tương sinh tốt, các tinh quân sẽ được hưởng lợi và phát sáng, bại tinh sẽ bị khống chế, không cho phát huy tác dụng. Tuy nhiên thiên can của tháng này là chữ đinh của các em, nó sẽ khắc chữ tân. Thiên can các tháng công việc dễ sinh rối rắm, gặp chống phá nhưng vẫn dàn xếp ổn thỏa được, chứ không đến nỗi nào. Nhớ là đinh khắc tân nhưng mà tân khắc đinh, cho nên là vẫn có nhiều cái ok. Tuy nhiên địa chi của tháng này thì không có ngon lành đâu. Vì sao?
Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mão, Dậu ở gần nhau thì có là lục xung. À, lục xung là sao? Lục xung là mô tả cái sự đối chọi chống đối nhau trong cuộc sống. Như vậy là sẽ không có điều tốt đẹp ở trong cái gia đình, sẽ đem đến nhiều khó khăn. Như vậy tháng này, tháng Tân Dậu tức là tháng năm âm lịch, rõ ràng là tháng không tốt đối với người tuổi tuổi của các em, tuổi đinh mão của các em. À, không có đơn giản ha. Thì là nhưng mà nam á thì sẽ không có quá lo lắng, bởi vì nam dù sao đi nữa thì vẫn có cái sao bằng sao Thái Dương, nó chiếu mạng, nó đem đến may mắn danh lộc rất là tốt. Tuy nhiên mà sao Thổ Tú của các em nữ thì nó đem lại rối rắm và bất an. À, nhưng mà Thổ Tú lại hành thổ nữa, mà từ cái hỏa sinh thổ nó làm sinh xuất các bạn mệnh đi, thì rõ ràng là các em nữ cần cẩn thận nhiều hơn ở trong cái tháng 8 âm lịch này. À, là nếu là các em thì anh sẽ không có để những cái việc mà quan trọng xảy ra trong việc này. À, tháng này có thể nói là nhịn nhục cả trong gia đạo lẫn trong công việc để mà an toàn bước qua nó, dù là có được tương sinh mệnh mà chúng ta không phải lo lắng đúng không? À, mạng chúng ta thì khó mà có thể nào lấy được, đã nói rồi, vốn dĩ là người nắm cái chữ đinh mão này là cái lô trung hỏa này, không phải là lửa nhỏ xíu dục nước vô tắt đâu ha, lửa này nước mới dập được, cho nên là yên tâm về bổn mạng. Nhưng mà thiên can và địa chi có vấn đề này thì cần cẩn thận, nếu không muốn rơi vào cảnh khó khăn buồn phiền ảnh hưởng đến sức khỏe. Rồi đến tháng 9 âm lịch ha, tháng này là một tháng thủy, tháng 9 âm lịch năm nay là tháng Nhâm Tuất. À, tháng thủy như vậy mệnh thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng đề phòng nguy hiểm. Tháng này là tháng đại hải thủy ha, lửa có lớn gì nữa mà nấu nước bị nước của nguyên cái biển nó chơi vô thì nó sẽ có vấn đề, cho nên là sức khỏe của tháng này là cần cẩn trọng đề phòng nhiều thứ cả về mặt mạng bay. Thiên can thì tốt đẹp, chữ đinh và nhâm á, là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân từ chủ về chủ nhân. À, cho nên là có thể nói là con người quý nhân sẽ có giúp đỡ cho mình vượt qua cái tháng 8 có khó khăn, thì tháng 9 này sẽ có quý nhân giúp đỡ cho mình trong công việc, dễ có tiền tài phát huy cái công việc sự mới. Thí dụ như mà tháng 8 lỡ lâm vào bế tắc mất việc thì tháng này cũng sẽ có người quý nhân đến giúp đỡ trong công việc, tạo nhiều điều cho các bạn. Địa chi Mão Tuất là thuộc nhóm lục hợp, thì đã lục hợp rồi thì đem đến nhiều rất là nhiều thuận lợi, đặc biệt dễ sinh tài lộc. À, trải qua tháng 8 khó khăn rồi ha, tháng 9 được cái cả thiên can và địa chi đều là một cái là ngũ hợp, một cái là lục hợp. À, rõ ràng là từ tốt đẹp. Tuy nhiên với cái mệnh mà thủy khắc hỏa này á, thì cái những cái tinh quân tốt ha, sẽ bị khống chế, không có cho phát huy tác dụng, mà những cái phá đồ ngoại tinh nó dễ rất là dễ bung ra. À, các em á, nam á, thì rõ ràng là ngon ngon lành kết hợp với lại Thái Dương, nhưng mà các em nữ thì nhớ cẩn thận về mặt sức khỏe, tại vì dù sao đi nữa đó thì các em nữ á, thì vẫn là dính hoàng hình tuyền phòng bệnh nặng. À, nên nhớ là vậy ha. Còn cả vận niên của cả năm, dù là các em có sao Thái Dương, nam có sao Thái Dương đi nữa thì vận niên của năm vẫn là xà âm tịnh, vẫn là bị bó buộc, bị nhốt ở trong cái không gian không được bung ra. Nữ cũng vậy ha, nữ mà dưới sao Thổ Tú này nữa thì càng rối rắm hơn, càng bị bó buộc hơn, cho nên là vẫn cảm thấy ngột ngạt. À, gặp tháng Nhâm Tuất này tương đối ngon lành thì có thể phát huy tác dụng, có thể phát huy được cái sự sở trường của mình, nhưng đừng quá mong cầu ha. Rồi tháng 10, à, tiếp theo là tháng 10 âm lịch, tháng này là tháng 10 âm lịch, năm nay là tháng Quý Hợi, tháng thủy tiếp tục. Như vậy mệnh vẫn tiếp tục giống tháng tháng trên, đây là đại hải thủy âm, mệnh tháng khắc bản mệnh, nghe không? À, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng. À, thiên can á, thì không tốt đẹp, chữ quý nó khắc chữ đinh. À, tháng khắc thiên can, à, tháng công việc dễ sinh rối rắm, thậm chí rơi vào bế tắc và hao tốn tiền tài đối với nữ mạng. Địa chi Hợi Mão thì thuộc nhóm tam hợp, Hợi Mão Mùi là dấu hiệu của nhiều sự may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc nữa. Như vậy là tháng 10 rõ ràng chỉ có tốt đẹp về phần gia đạo thôi ha. Với Hợi Mão Mùi tam hợp thì có thể là gia đạo sẽ vui vẻ hơn, có nhiều điều tốt đẹp, thậm chí nó cũng sẽ có một phần nào đó cho công việc nhưng không quá lớn lao.
Lý do tại sao? Lý do là tại vì chữ quý của tháng nó khắc chữ đinh, à rất là dễ sanh ra rầy rà đối với trong công việc. Mà nếu như mà nếu chữ quý nó khắc chữ đinh này gặp cái tháng mà thí dụ giống như là tháng mộc đi, thì mộc sinh hỏa, cái tinh quân của chúng ta, các cái sao mệnh tốt của trong tử vi nó hưởng lợi thì nó không nói. Còn này là gặp cái tháng là thủy khắc hỏa, là tháng khắc bản mệnh chúng ta nữa, các phá bại tinh được sổ lòng, nhưng khi các tinh quân tốt thì bị khống chế. Cho nên là đừng có mong chờ nhiều, nghe nói tháng tháng hợi người tuổi mão ngon, chưa chắc ha, chưa chắc là ngon, cho nên là cần cẩn thận ha. Rồi tiếp theo là tháng 11 âm lịch, tháng này là tháng Giáp Tý, à thì mệnh hỏa khắc kim, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng mà nhẹ nhàng vượt qua, bệnh cũng rất là nhẹ nhàng. Thiên can giáp đinh ha, không xung không hợp là mặt thuộc trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, là chữ giáp thuộc mộc, chữ đinh hỏa, cho nên có thể nói là mộc sinh hỏa, thiên can được nạp âm ngũ hành, nạp âm ngũ hành thiên can được tương sinh, mộc hỏa tốt đẹp, dễ sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao đâu. Địa chi Tý ngọ mão, Tý mão, Tý mão thì thuộc nhóm tự hình, nó không sát nhau thì nó thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của tự hình là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh quấy nhiễu bên yếu. Như vậy là địa chi sẽ có vấn đề, mà địa chi có vấn đề thì ảnh hưởng nhiều đến phần gia đạo và tinh thần. Thì rõ ràng đó là hỏa khắc kim thì bổn mạng nó không quá nguy nan ha, cũng có một chút khó khăn, có thể khò khè hoặc là hơi yếu yếu xíu thôi, không ảnh hưởng gì đâu. Vốn dĩ của người tuổi chữ người những người tuổi mão thì thường không có sức khỏe tốt, tuy nhiên đinh mão thì lại ngược lại, à, sức khỏe như trâu ha. Tại vì đã nói rồi mà, bệnh lớn phước lớn mà ha, cho nên là gặp nhóm tự hình này một tí xíu thì cũng không đến nỗi nào, có thể nói là dễ dàng mà tiến thoái được. Cái chữ giáp và chữ đinh này á, thì nó thật sự mà nó trong cái thiên can á, chữ giáp và chữ đinh này á, về mặt nạp âm ngũ hành đã mọc sinh hỏa rồi thì không nói là về tiền tài thôi, nhưng mà chữ giáp chữ đinh thì sẽ rất là dễ sinh công việc tốt đẹp. À tuy là tháng rơi vào tháng xung, Tý ngọ mão dậu tháng tứ hành xung, nhưng mà chưa chắc vì công việc đã có số khó khăn chủ yếu là bằng về gia đình thôi ha, cho nên là đừng quá lo lắng. Rồi tiếp theo là tháng cuối cùng của năm Mậu Tuất 2018, đó là một tháng Sửu. Tháng này tháng là Ất Sửu, tháng Chạp. Thì mệnh cũng giống như trên, hỏa khắc kim, bổn mệnh tương khắc tháng, đề phòng tai nạn nhưng nhẹ nhàng, không có việc gì xảy ra ha. Mệnh thì cũng một vài viên thuốc. Tháng này tháng Ất Sửu thì thường là cuối năm tất niên tất nung đồ ha, các em trai có sao Thái Dương này thì với năm lục hợp thì có sẽ có thiệt sự là có nhiều điều tốt đẹp ở trong cái sự nghiệp. Tuy nhiên nữ thì không ngon lành lắm, thì mùa này là mùa tháng này hay tất niên đồ này kia, cho nên là cẩn thận về mặt sức khỏe một tí xíu. Hỏa khắc kim ha, thiên can Ất Đinh cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Ất với giáp này nó cũng giống nhau, thuộc hành mộc, đinh bính đinh thì thuộc hành hỏa, cho nên là có thể nói là nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh mộc hỏa tốt, có sinh tài lộc ha. Tháng cuối năm mà có sinh tài lộc là ok rồi, vui rồi. Sửu với lại mão là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung hợp, cũng như không có tương khắc gì với nhau. Tuy nhiên là mão thì thuộc mộc, sửu là thuộc thổ, cho nên nó là nạp âm ngũ hành của thiên địa chi có chút tương khắc không tốt đẹp lắm. Như vậy thì tháng 12, ngoài cái việc là bổn mệnh cần chú ý tí xíu sức khỏe, thì công việc tiền tài gia đạo cũng không có nhiều quá xung khắc đối với tuổi của các em đinh mão, dù là nam hay nữ bạn. Dĩ nhiên năm nay rồi nam vẫn tốt hơn nữ rồi, với cái sao Thái Dương, còn mà nữ thì cái sao Thổ Tú thì mình như đã nói rồi ha, sẽ có nhiều điều không tốt đẹp. Tuy nhiên là không quá khó khăn, vì dù sao đây là năm xét về nội tại, xét về tổng thể là một năm cũng thành công, chứ không đến nỗi nào quá khó khăn như là cái năm mà đinh dậu vừa rồi. Rồi thì tổng kết lại thì rõ ràng là 4 tháng cuối năm ha, tháng 7 tháng 8 thì là được mộc sinh hỏa thì không nói,
4 tháng cuối năm là tháng thủy và tháng kim. Một cái là mình khắc bản mệnh, một cái là nó khắc mình, thì cần cẩn trọng nhiều điều ha. Như vậy thì đây là cái thông tin mà về vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với tất cả những người tuổi Đinh Mão, nam mạng cũng như nữ mạng. Hy vọng rằng với những cái thông tin này sẽ giúp được các em có được cái sự cương nhu trong làm ăn, cương nhu trong cuộc sống để mà có cuộc sống tốt đẹp, có một cái Tết thịnh vượng và thoải mái nhất. Ai xem video thấy hay xin bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi Đinh Mão được biết mà ứng dụng vào cuộc sống để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới.